Chào, em lên 3 con đồng hồ ha, Seiko YS Kim Choi size 42, dòng phi công, Tommy Hilfiger hàng new full box luôn, size 45, 6 kim thứ ngày 24 giờ là thứ ngày nè, có hai nút bấm nhanh nè, dây đề mi, thì con này cũng vậy, quét size 42 cũng là thứ ngày 24 giờ ha, ba con ba kiểu dáng khác nhau. Thì con Seiko YS là kim trôi nha, hai núm nha, nền trong xoay. Con này bị bơm nè, bị bơm hàng ở nhà khách quen giờ cũng vậy. Rồi size 42, dây khóa Seiko nè, dây này là gọi là dây lụa, dây rút nó hai lớp nha. Đó, đáy xoáy size 42, 6 kim kim trôi. Đó, ở trong là nó tính vận tốc bay cả nhà, nó rất là đẹp, dạ quang sáng mặt ba lòng luôn, size 42 kính giống như tràng viền luôn ha. Rồi con này thì dây đề mi quá đẹp luôn, khóa bấm ha, hàng new full box, size đến 45 lần, 45 thì tay hơn 16 mới đeo nổi ha, cái con này thì tay 15, 16, 17, 18 thì đeo thoải mái, con này phải hơn 16 ha. Hoặc hai lòng 6 kim, có hai nút bấm lịch nhanh là thứ và ngày nè. Đó, 6 kim máy Nhật. Con vest này cũng vậy. Đó, hàng new. Thép đúc khóa bấm, con này là khóa bướm, khóa bấm luôn. Này thép đúc đầy mi. Đó, kiểu dáng rất là ngầu, mặt hai lòng dạ quang La Mã ha, 6 kim. Thì 6 kim này là tiện nhất là cả nhà, nó cho mình thấy là thứ ngày và 24 giờ luôn, chứ không phải là như mấy con 6 kim khác là phải bấm giờ thao cả nhà, bấm giờ thao không lẽ ngày nào mình cũng bấm. Rồi anh em thích con nào thì cứ inbox em ha, rất đẹp.